xin chào các bạn. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ tới các bạn bữa ăn sáng thực dưỡng của mình. Bữa ăn sáng chủ yếu gồm rau củ quả trái cây và các loại hạt. Hôm nay mình sẽ sử dụng sầu riêng, chôm chôm, ổi và cà chua. Sầu riêng mình sẽ bỏ hột đi. Sầu riêng ri sáu rất là thơm, béo và ngọt. Mình cắt vô một trái cà chua. Ăn cà chua đẹp da, chống lão hóa. Mình cho vô đây 4 trái chôm chôm. Mình sẽ gọt bỏ lấy cái phần cơm nó thôi, bỏ cái hột đi. Ly sinh tố hôm nay có vị ngọt của chôm chôm và sầu riêng, nó sẽ rất là ngon. Mình cho vô thêm một miếng ổi. Cho thêm một ít sầu riêng nữa. Hôm nay mình làm khẩu phần ăn sáng cho một người thôi, cho nên cho nhiều quá thì ăn không hết. Trái cây thì mình cho nhiêu đây thôi. Bây giờ mình sẽ cho các loại hạt vào. Mình cho vô 2 muỗng hạt chia. Cho vô 3 hộp hạnh nhân. Cho vô khoảng 3 hạt óc chó. Bẻ nhỏ ra bỏ vô để hồi xay cho nó dễ. Cuối cùng mình cho vô một muỗng bột protein thực vật. Cái bột này các bạn có thì các bạn cho vô, không có thì thôi, không sao hết nha, vẫn rất là ngon. Bây giờ thì mình cho nửa ly nước vô, vậy là mình xay thôi. Thì xay nó rất là nhanh mịn, nhưng mà có mấy cái loại hạt nó hơi cứng, cho nên mình xay nhiều lâu một chút để cho nó mịn hết luôn. Mình ăn như vậy, nếu như mà mình giữa buổi mà mình đói bụng á, thì mình có thể ăn dặm vô trái cây hoặc là ăn thêm các loại hạt. Thường thường á, mình để sáng mình ăn một ly này thì khoảng tầm 9:30-10 giờ là mình đã đói bụng rồi, thì mình sẽ ăn thêm một trái gì đó hoặc là ăn thêm hạt hạnh nhân. Như vậy là xong rồi, mình sẽ rót ra ly. Ly sinh tố hôm nay rất là thơm, ngon.
rất là ngon, ngọt, béo, thơm. Cảm ơn các bạn theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!